Phini xin chào anh chị và các bạn. Nhắc tới Nha Trang thì ai cũng biết đây là một thành phố biển xinh đẹp, có lượng khách du lịch trong nước và quốc tế ấn tượng và phát triển tăng dần đều qua các năm. Nhưng ít ai biết tỉnh Khánh Hòa còn có tiềm năng phát triển về kinh tế đa ngành, đa dịch vụ và chuyên sâu nhờ vào những lợi thế sẵn có. Và Khoa tin chắc rằng những ai đã và đang sẽ đầu tư ở Khánh Hòa đều rất quan tâm điều này. Vậy thì video này dành cho anh chị và các bạn. Và trước khi theo dõi tiếp video, anh chị và các bạn nhớ nhấn like, đăng ký và theo dõi kênh Cine nhé. Khánh Hòa nằm ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ của Việt Nam, có vị trí địa lý phía Bắc giáp tỉnh Phú Yên, phía Tây giáp tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Lâm Đồng, phía Nam giáp tỉnh Ninh Thuận, phía Đông giáp Biển Đông. Khánh Hòa có hai thành phố là thành phố Cam Ranh và thành phố Nha Trang, cách thành phố Hồ Chí Minh 443 km về phía Nam, cách Đà Nẵng 531 km về phía Bắc và cách thủ đô Hà Nội 1.280 km về phía Bắc. Khánh Hòa có diện tích tự nhiên là 5.197 km2 với dân số 1.253.969 người. GDP trên địa bàn tỉnh đạt 60.158 tỷ đồng, tương ứng với 2.462 tỷ đô. GDP bình quân đầu người đạt 47,9 triệu đồng, tương ứng với 1.964 đô. Điểm cực đông trên đất liền của Khánh Hòa nằm tại Mũi Đôi và cũng là điểm cực đông trên đất liền của Việt Nam. Không những có đường bờ biển dài nhất, Khánh Hòa còn là một trong những tỉnh có đường bờ biển đẹp của Việt Nam với nhiều cửa, lạch, đầm, vịnh cùng khoảng 200 đảo lớn nhỏ ven bờ. Khánh Hòa có 6 đầm và vịnh lớn, đó là Đại Lãnh, vịnh Vân Phong, Hòn Khói, đầm Nha Phu, vịnh Nha Trang và vịnh Cam Ranh. Trong đó nổi bật nhất là vịnh Cam Ranh với chiều dài 32 km, chiều rộng 16 km, thông với biển, thông qua eo biển rộng 1,6 km, có độ sâu từ 18 đến 20 m và thường được xem là cảng biển có điều kiện tự nhiên tốt nhất Đông Nam Á. Về khí hậu, tỉnh Khánh Hòa mang đặc trưng của khí hậu nhiệt đới gió mùa đại dương. Nhiệt độ trung bình năm tại tỉnh Khánh Hòa dao động từ 25,3 đến 27,1 độ C. Với hơn 300 ngày nắng trong năm, Khánh Hòa là nơi có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế và du lịch. Về tài nguyên, Khánh Hòa có nhiều tài nguyên khoáng sản phục vụ sản xuất vật liệu xây dựng và công nghiệp khai thác. Ngoài ra còn có nhiều tài nguyên biển, bao gồm các nguồn rong, tảo thực vật, trữ lượng hải sản lớn cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến hải sản, các điều kiện thuận lợi để khai thác sinh vật biển và nuôi trồng thủy sản. Khánh Hòa là một trong những tỉnh có nền kinh tế phát triển nhanh và vững của Việt Nam. Theo số liệu thống kê của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tốc độ tăng trưởng GDP của tỉnh là 11,55%, giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng 15,5%, giá trị nông lâm sản tăng 2,81%, ngành dịch vụ du lịch tăng 14,5%. Ngoài du lịch, Khánh Hòa cũng là địa phương phát triển công nghiệp mạnh trong khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Các thế mạnh công nghiệp truyền thống của Khánh Hòa là công nghiệp đóng tàu, chế biến thủy hải sản, vật liệu xây dựng, may mặc v.v. Ngoài ra, Khánh Hòa cũng có nhiều loại khoáng sản. Đến năm 2003, đã có 72 mỏ quặng được phát hiện và đăng ký trên địa bàn. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp trong năm 2009 của Khánh Hòa đạt 14.095 tỷ đồng. Các khu công nghiệp lớn trong tỉnh cùng với những cảng biển lớn đang được đầu tư xây dựng giúp cho Khánh Hòa trở thành một trong 10 tỉnh thành có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước. Bên cạnh nông sản, tài nguyên thủy hải sản ở Khánh Hòa rất dồi dào. Khánh Hòa có tổng trữ lượng hải sản ước tính 150.000 tấn một năm và khả năng khai thác 40 đến 50.000 tấn một năm. Có 600 loài hải sản được các nhà khoa học xác định ở vùng biển Khánh Hòa, trong đó có hơn 50 loài cá có giá trị kinh tế cao. Nói về hạ tầng giao thông của tỉnh Khánh Hòa, chúng ta không thể nào không nhắc đến cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, là một cảng hàng không có lưu lượng vận chuyển hành khách lẫn hàng hóa đứng thứ hai hoặc thứ ba của Việt Nam. Ngoài cảng hàng không quốc tế Cam Ranh thì tỉnh Khánh Hòa cũng sở hữu những cái hạ tầng giao thông rất là quy mô và đặc sắc khác. Anh chị và các bạn hãy cùng khám phá ở phía ngay sau đây nhé. Về hạ tầng giao thông, đường hàng không, cảng hàng không quốc tế Cam Ranh là cảng có hiệu suất vận chuyển hành khách lớn thứ tư Việt Nam, có lưu lượng khách quốc tế đứng thứ ba cả nước, công suất 85 chuyến một ngày. Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh cách trung tâm thành phố Nha Trang 35 km về phía Bắc và cách thành phố Cam Ranh 10 km về phía Nam. Theo định hướng phát triển, tỉnh Khánh Hòa nghiên cứu phát triển xây dựng khu vực cảng hàng không gắn với phát triển khu kinh tế Vân Phong, phát triển kinh tế xã hội, nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách giai đoạn đến 2030, tầm nhìn 2050. Đường sắt,
Đường sắt Bắc Nam chạy dọc tỉnh Khánh Hòa có ga Nha Trang, là một trong những ga lớn đảm bảo trung chuyển hành khách và hàng hóa đi đến các địa phương trong nước. Đường thủy, tỉnh Khánh Hòa có định hướng quy hoạch 4 khu bến thủy nội địa tại các khu vực Vịnh Vân Phong, Đầm Nha Phu, Vịnh Nha Trang và Vịnh Cam Ranh, đảm bảo đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách, hàng hóa, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, các cỡ tàu, tàu container đến 24.000 TEU và tàu khách đến 225.000 GT. Bến du thuyền để phục vụ du lịch tại các khu vực Vịnh Nha Trang, Cam Ranh, Vân Phong được định hướng nghiên cứu các khu, bến, phao neo, phục vụ tàu du lịch, du thuyền để sử dụng các dịch vụ du lịch trên và nghiên cứu xây dựng sân bay cho thủy phi cơ, phục vụ du lịch gắn với các cảng khách du lịch. Về đường bộ, giao thông đường bộ thông suốt đến các tỉnh lân cận và khu vực miền Trung, Tây Nguyên qua quốc lộ 1A, quốc lộ 26, quốc lộ 27C và Hàm Đèo Cả. Các tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông gồm các đoạn Vân Phong, Nha Trang, Nha Trang, Cam Lâm, Cam Lâm, Vĩnh Hảo và tuyến cao tốc Khánh Hòa, Buôn Ma Thuột hoàn thành trong thời gian tới sẽ tạo động lực, sức lan tỏa, phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Khánh Hòa cùng với các tỉnh Duyên Hải, Nam Bộ, khu vực Tây Nguyên và các vùng miền trên cả nước. Thưa anh chị và các bạn, ngoài du lịch, đánh bắt, chế biến thủy hải sản thì cảng biển, logistics cũng như khu công nghiệp là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Khánh Hòa, và trong đó nổi bật nhất chính là khu kinh tế Vân Phong. Định hướng 3 vùng động lực gắn với 3 vịnh biển lớn. Đầu tiên là khu vực Bắc Vân Phong, khu vực Nam Vân Phong, khu vực Vịnh Cam Ranh là vùng trọng điểm về kinh tế, xã hội gắn với quốc phòng, an ninh. Trong đó phát triển thành phố Cam Ranh là đô thị du lịch, logistics. Huyện Cam Lâm trở thành đô thị sân bay hiện đại, sinh thái, đẳng cấp quốc tế. Thành phố Nha Trang là đô thị hạt nhân. Phát triển thành phố Nha Trang là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, phát huy hiệu quả hơn vai trò một cực tăng trưởng quan trọng, cửa ngõ hội nhập quốc tế của tỉnh Khánh Hòa, phát triển nhanh đô thị thông minh, hạ tầng đồng bộ, giữ vai trò trung tâm giáo dục đào tạo và chăm sóc sức khỏe chất lượng cao của vùng và cả nước. Với nhiều nguồn tài nguyên quý sẵn có, nhiều tiềm năng về kinh tế đa ngành, mạnh về dịch vụ chưa được khai thác, tỉnh Khánh Hòa chắc chắn sẽ thu hút thêm rất nhiều tập đoàn lớn trong và ngoài nước đến để đầu tư và phát triển mạnh trong giai đoạn sắp tới. Cine xin kết thúc video tại đây. Anh chị và các bạn nhớ nhấn chia sẻ, đăng ký kênh Cine để cùng khám phá thêm nhiều vùng đất kinh tế hay từ Cine nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video sau.